Xin chào các bạn, trong nhà máy thì hệ thống tải máy quạt và máy thổi cũng gây tiêu tốn khá là nhiều năng lượng. Và nguyên nhân chủ yếu là do hư hỏng về cơ khí như là mất cân bằng, lệch tâm, khớp nối, v.v. Làm hư hỏng vòng bi cũng như là phát nhiệt. Và để đảm bảo cho hệ thống tải máy quạt, máy thổi hoạt động ít tốn năng lượng nhất thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách đảm bảo cho chúng hoạt động ổn định cũng như là tối ưu hóa hiệu suất. Đối với tải quạt và máy thổi, các khớp nối rất quan trọng. Khi khớp nối bị lệch sẽ gây hư hỏng vòng bi, hỏng động cơ gây hao phí năng lượng do tạo ra rung động và nhiệt. Hiện nay với dòng máy Flux 830 với công nghệ laser giúp cho việc kiểm tra và cân chỉnh khớp nối dễ dàng hơn và chính xác hơn. Ngoài ra để kiểm tra nhanh thì chúng ta có thể dùng máy camera nhiệt để kiểm tra nhiệt độ vòng bi, khớp nối. Với công nghệ phân tích âm nhiệt sẽ giúp tăng độ tin cậy của thiết bị. Tiếp theo, rung động cũng là một trong những nguyên nhân gây hư hỏng thiết bị và dẫn đến sự gia tăng tiêu thụ năng lượng. Việc phân tích rung động giúp phát hiện những hư hỏng như mất cân bằng, lệch trục, hư hỏng vòng bi. Các máy đo rung hiện nay sẽ giúp chúng ta chẩn đoán chính xác tình trạng của máy móc thiết bị như Flux 810, AMS 2140 của Emerson. Ngoài ra, chất lượng điện năng không tốt như sống hài, mất cân bằng, v.v. cũng gây nóng và giảm hiệu suất động cơ. Vì vậy, chúng ta cần phải kiểm tra thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cần thêm hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin ở cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.